Hình ảnh về vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô xảy ra cách đây mấy hôm. Một trong những nhân chứng vụ tai nạn kể lại, rất may hôm đó hai xe ô tô không chạy quá nhanh, chứ nếu không chưa biết hậu quả sẽ thế nào. Tầm qua 12 giờ trưa, đến ngã tư thì không xe nào gọi là nhiều xe nào cả, thế là xảy ra đâm nhau. Mạnh mức độ một xe đã bị xoay ngang và lổ lốp. May là cũng tốc độ cũng còn vừa chứ không thì cũng gây ra tai nạn, có khi là thiệt hại đến người. Cô gái này cũng còn lưu giữ gần chục clip về các vụ tai nạn giao thông. Cô cho biết trung bình mỗi tháng tại đây xảy ra gần chục vụ va chạm giao thông. Người dân ở đây đã nhiều lần kiến nghị đến các cơ quan chức năng. Tuy nhiên đã nhiều tháng qua, tình hình vẫn chưa có gì biến chuyển. Theo em có thể có những cái biển báo giao thông này hoặc là có thêm đèn tín hiệu giao thông. Hoặc là có thể là sẽ có thêm cái gờ giảm tốc á. Chỉ trong khoảng 15 phút tại ngã tư, phóng viên đã chứng kiến gần chục tình huống nguy hiểm. Ô tô, xe máy chạy tốc độ cao trên đường Võ Nguyên Giáp. Trong khi đó, trên đường Hải Thịnh, các phương tiện khác băng qua ngã tư. Chỉ thiếu quan sát hay gấp vội một chút là xảy ra va chạm giao thông. Tại khu vực ngã tư này, các phương tiện tham gia giao thông không bị che khuất tầm nhìn do đường thông hè thoáng. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân địa phương, do người điều khiển phương tiện giao thông không chú ý tới việc kiểm soát tốc độ hay nói cách khác là phải giảm tốc và quan sát cẩn thận khi đi qua khu vực ngã tư, nên đã dẫn tới rất nhiều vụ va chạm giữa các phương tiện giao thông. Đại diện Phòng Quản lý Đô thị thành phố Hạ Long cho biết, hệ thống cơ sở hạ tầng đường xá ở khu đô thị cột 3, cột 5, cột 8 thành phố Hạ Long đang trong quá trình hoàn thiện. Đồng thời lý giải, lưu lượng giao thông tại khu vực ngã tư chưa được lớn. Quan điểm của chúng tôi là việc lắp đặt đèn giao thông tại khu vực này là chưa hợp lý. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông, chúng tôi đang gấp rút thực hiện lắp đặt gờ giảm tốc, các biển cảnh báo từ xa và dự kiến hoàn thành giữa tháng 7. Camera an ninh của nhà dân lại vừa ghi nhận một vụ tai nạn giao thông ở ngã tư vào lúc tối trời. Nguyên nhân là do ô tô phóng nhanh, còn xe máy sang đường lại thiếu quan sát. Hậu quả, người lái xe máy bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu.